Đa số dược liệu sâm quý đều cộng sinh tốt dưới tán rừng tự nhiên, rừng phòng hộ hoặc rừng đặc dụng. Nhận thấy quy luật này, nhiều địa phương đã tìm ra các mô hình, cách làm mới nhằm khai thác những loài dược liệu bản địa quý có giá trị kinh tế cao. Ông Khiếu Đức Thịnh, Phó Giám đốc Ban Quản lý rừng đặc dụng An Toàn, huyện An Lão, Bình Định cho biết, theo điều tra của các viện nghiên cứu dược liệu, quy hoạch rừng, rừng đặc dụng An Toàn có hệ sinh thái rừng cực kỳ phong phú. Rừng này có nhiều dược liệu cực hiếm như biện lưỡi đỏ, lan cò môi đỏ, hoa khế, du móc, chè dây, dược tính rất cao. Quan trọng nhất, cộng sinh với rừng là trên 1.000 cư dân Bana, Hờ Rê trên diện tích khoảng 3.000 hecta. Mấy năm qua, để sự cộng sinh của người dân với rừng thêm chặt chẽ, chính quyền huyện An Lão đã giới thiệu, tạo điều kiện thu hút nhiều doanh nghiệp khai phá các tiềm năng dược liệu dưới tán rừng An Toàn. Trong đó, có công ty dược Bidifa. Theo ông Đỗ Tùng Lâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện An Lão, công ty dược Bidifa đang phát triển mô hình trồng dược liệu sạch ở rừng đặc dụng An Toàn trên diện tích 11 hectare với các loại dược liệu như thìa canh, cà gai leo, đinh lăng, chè dây, đương quy, ba kích, hà thủ ô đỏ, đảng sâm. Ngoài ra, rừng An Toàn còn có một hợp tác xã nông dược liệu đang hoạt động rất hiệu quả, góp phần tạo công ăn việc làm cho người dân, giúp địa phương phát triển thêm các sản phẩm OCOB, mỗi xã một sản phẩm, dược liệu, du lịch sinh thái. Còn tại khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh, tỉnh Quảng Nam, ông Đinh Văn Hồng, Phó Giám đốc phụ trách Vườn Quốc gia Sông Thanh cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2023, đơn vị đã hỗ trợ 80.000 cây ươi và dổi giống cho người dân vùng đệm, mở rộng tán rừng, tạo không gian mới để gây dựng các mô hình kinh tế cộng sinh dưới tán rừng. Về cái việc bảo vệ thì Sông Thanh cũng đã tổ chức có cái tổ bảo vệ rừng để mà đi thống kê rồi kiểm tra rồi bảo vệ cái khu vực này. Sau đó thì để mà bảo vệ, sau đó rồi thu hết để mà tiến hành tiếp cái việc ví dụ như là nghiên cứu thay. Thì để cái việc mà nhân rộng thì Sông Thanh xác định là cái nguồn này sau này. Khi mà nó thành công, cái mô hình thành công thì cũng sẽ phổ biến nhân rộng cho người dân để mà tổ sinh kế cho người dân. Thì bây giờ thì bước đầu thì Sông Thanh đã có mua máy móc thiết bị để mình chuẩn bị để mà đắm liêm xanh. Tại vì cái gió thể là cây liêm đồng hồ, cây liêm xanh đồng hồ. Thì cái này nó sẽ phù hợp hơn với nó sẽ gặp đúng với cái chất lượng của nó thì sản phẩm tự nhiên. Tức là họ, bình thường họ lùng nó đi bằng mấy cái gió thể hót, ví dụ như là cô sâu hay là keo rồi, nhưng mà bây giờ là Sông Thanh sẽ luôn theo cái hướng là lái cành nhánh của cây liêm xanh để mà lồng gió thể. Sau này nếu như được thì sẽ nhân rộng mô hình này để mà phát triển sinh kế cho người dân, hỗ trợ người dân có việc phát triển rồi sẽ có cái chuỗi liên kết của bao tiêu sản phẩm đồ để hỗ trợ người dân trong phát triển sinh kế. Ngoài ra, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Đồng Xuân, Phú Yên đã điều tra thêm nhiều dược liệu quý khác là lan kim tuyến. Đây là loài có giá trị kinh tế cao, giá bán từ 800.000 đồng đến 2 triệu đồng một ký. Hiện Ban Quản lý rừng đang phát triển, nhân giống hai mô hình để chuyển giao cho các cộng đồng dân cư ven rừng, cải thiện đời sống bà con để giảm bớt tình trạng phá rừng hàng loạt để làm rẫy. Bên cạnh đó, du lịch ở miền núi huyện An Lão, Bình Định ngày càng phát triển, trong đó phải kể đến công lớn của nhóm dược sĩ, kỹ sư trẻ tại Hợp tác xã Nông Dược Liệu An Toàn. Dược sĩ Thạc sĩ Vũ Đức Hòa, thành viên Hợp tác xã Nông Dược Liệu An Toàn, kể lại hành trình của nhóm 7 bạn trẻ tình nguyện bỏ phố thị hào nhoáng đến vùng rừng núi hẻo lánh lập nghiệp. Năm 2021, khi vừa đặt chân đến mảnh đất xã An Toàn, huyện An Lão, tỉnh Bình Định, nhóm dược sĩ chúng tôi nhận thấy các đặc điểm địa lý nơi này rất phù hợp để trồng và phát triển dược liệu. Hơn nữa, ở rừng An Toàn có rất nhiều cây bản địa thuộc danh mục dược liệu quý của Việt Nam. Đồng thời, chúng tôi cũng nhận thấy cuộc sống của bà con địa phương là người Bana và Hờ Rê còn nhiều khó khăn, chủ yếu phụ thuộc vào sinh kế rừng và các cây hoa màu giá trị thấp. Chính vì vậy, Bidicomex mong muốn việc triển khai dự án này không chỉ góp phần phát triển các bài thuốc y học cổ truyền và bảo tồn nguồn gen dược liệu quý trong nước, mà còn hỗ trợ cải thiện sinh kế bản địa theo hướng bền vững hơn. Trong đó, các loại cây dược liệu chủ đạo mà Bidicomex đang triển khai đó là sâm thất diệp nhất chi hoa, đương quy, đảng sâm, chè dây, tía tô và kim ngân hoa. Ngoài ra, Bidicomex còn đang tiến hành nghiên cứu trồng thử nghiệm một số loại dược liệu di thực từ nước ngoài có giá trị khoa học và kinh tế cao như thường xuân và cúc la mã. Khi mới khởi đầu dự án thì chúng tôi cũng gặp nhiều khó khăn trong việc thí nghiệm khả năng thích nghi của các loại cây trong điều kiện nuôi trồng, cũng như việc thuyết phục bà con cùng đồng hành với dự án.
Tuy nhiên, bằng sự kiên trì cũng như có sự hỗ trợ hết mình của chính quyền địa phương và già làng mà chúng tôi đã có thể tiếp cận gần hơn đến các hộ nông dân. Không chỉ các dược liệu quý, mà ngay cả các loài hoa cỏ ở các khu đồi, ở rừng đặc dụng an toàn cũng được nhóm dược sĩ tận dụng nâng tầm. Chẳng hạn kết hợp các vị thảo mộc như tía tô, hoa hồng, cỏ ngũ sắc, bưởi tạo thành combo dầu gội, sữa tắm, kem dưỡng da, ngâm chân. Lá thường xuân được nghiên cứu, nhân trồng tạo ra sản phẩm cao siro bổ phế La Lan. Sản phẩm đoạt giải 3 Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam 2022. Hiện nhóm đã tạo được 5 sản phẩm OCOB được gắn 3-4 sao và đang mở rộng vùng trồng, liên kết với 20 hộ dân làm mô hình trồng sen canh cây đương quy, bầu đất. Với hai mô hình này, người dân tham gia sẽ được hỗ trợ từ giống, kỹ thuật, phân bón và sẽ được bao tiêu sản phẩm. Đối với đương quy, bà con có thể thu nhập khoảng 138 triệu đồng một năm. Bên cạnh đó, mỗi 2 tháng có thể thu hoạch thêm cây bầu đất để lấy ngắn nuôi dài.